Thưa quý vị và các bạn, sau 120 ngày thi công, công trình cầu Thoại Ngọc Hầu đã chính thức hoàn thành. Sáng ngày 19 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Thoại Ngọc Hầu kết nối đôi bờ xã Thoại Giang và thị trấn Núi Sập. Đến dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng, lãnh đạo huyện Thoại Sơn cùng đông đảo người dân địa phương. Cầu Thoại Ngọc Hầu là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Thoại Sơn. Cầu được khởi công xây dựng với tổng kinh phí 9 tỷ 247 triệu đồng do nguồn ngân sách huyện và bà con nhân dân hai bờ Thoại Giang và thị trấn Núi Sập đóng góp. Cầu Thoại Ngọc Hầu được thiết kế theo hình chữ T với tổng chiều dài là 135 m, kết cấu thép mạ kẽm, một nhịp cầu chính là cầu treo và hai nhánh phụ là cầu sắt cơ khí, trọng tải 5 tấn, chiều cao thông thủy là 7 m. Vui dữ lắm, mừng lắm. Xóm liền ai cũng niềm nở vui vẻ. Thích cây cầu này dữ lắm rồi. Hồi đó thì không có cầu đi đò. Đi đò thấy khó khăn quá tại có con cháu còn nhỏ quá. Rồi giờ là có cầu rồi mừng. Con cháu đi chợ búa là đi qua đây chơi đồ cũng vui vẻ. Nó gần gũi. Cái kỷ niệm sông Thọ Hà là Thọ Ngọc Hầu. Đoạn kinh Thọ Hà này hồi trước để giao lưu giữa Kiên Giang và An Giang, giao lưu bằng đường thủy, hồi trước đường bộ không có nha cháu, khó khăn lắm. Thành ra hôm nay chính quyền địa phương ở đây các cấp mà cấp được cây cầu đặt ở tên Thọ Ngọc Hầu này là có nghĩa to lớn lắm, là cũng như khách người ta nói đó, tiền hiền khai khẩn mà hậu hiền mới khai cơ. Thì chính quyền địa phương ở đây cũng noi theo bậc tiền hiền mà cất được cây cầu này để cho bà con dân chúng giao lưu giữa qua lại thị trấn Núi Sập và xã Thọ Giang được thuận tiện dễ dàng hơn và các em đi học cũng được dễ dàng hơn. Nếu như trước kia người dân hai bờ muốn qua lại thì phải đi một đoạn đường khá xa hoặc phải mất một khoảng thời gian để đợi đò. Nhưng hôm nay đoạn đường kết nối giữa hai địa phương đã được rút ngắn và không chỉ có thế mà cây cầu Thoại Ngọc Hầu sẽ là phương tiện để hàng hóa đặc sản, văn hóa của hai địa phương được giao lưu kết nối, góp phần phát triển kinh tế và xóa dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.